Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel kiếm tiền của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một con game bài đổi thưởng là Bing Bot em nhé. Đấy, con game bài này nó cũng ra rất là lâu rồi. Đấy, mình cũng làm rất nhiều video để chia sẻ cho anh em những cái con game bài đổi thưởng này rồi. Đấy, thì link cài đặt game mình có để dưới phần mô tả của video. Đấy, anh em nào mà chưa biết thì có thể là tải vào cái đặt đăng ký theo link của mình nhé. Tài khoản mới đăng ký lần đầu thì copy phần ID đấy, gửi trong nhóm dưới mô tả. Đó. Thì mình tặng luôn cho anh em một gift code là 20k để chơi trải nghiệm con game này nhá. Rồi, để mừng đại lễ là 30 tháng 4 1 tháng 5. Đấy. Nó có hoạt động là mở nạp càng nhiều thì thưởng càng lớn theo tỷ lệ anh em nhé. Ok, anh em tham khảo cái bảng này anh em ơi. Rồi, con này thì min rút của nó tối thiểu là 100.000. Sau 3 đến 5 phút là tiền sẽ về tài khoản của anh em thôi. Rồi, anh em đừng quên tham gia sự kiện là dùng cây tiền nữa nhá. Tích lũy số rìu của mình không? 25 rìu anh em lại chặt được cây vàng rồi. Quỹ thưởng lên đến 154 triệu anh em ạ, cực kỳ ngon luôn. Rồi, báo danh hàng ngày cũng nhận được tiền này. Rồi hôm nay vốn của mình là 20 triệu thì mình sẽ đi chơi slot game là tài xỉu anh em nhé. Ok, và tài xỉu thôi. Ai chà. Đấy, bet rất chi là nhiều tài anh em ơi. 6 tiếng tài rồi. Rồi bet thì theo bet luôn thôi anh em ơi. 5 lít tài đi. Rồi chung hôm nay vốn là 20 triệu thì cố gắng kiếm được 5 triệu trên con tài xỉu này anh em nhé. Đấy, mỗi ngày anh em có một cái mục tiêu của mình đúng không? Đấy, kéo sang đây là xem cái lịch sử chi tiết của cầu anh em nhé. Ôi chà. Ôi giời ơi, nó gãy sang xỉu rồi. 6 tiếng tài là ra xỉu anh em ơi. Lại bắt tài thôi. 1 triệu tài đi. Xỉu là từ 3 đến 10 anh em nhé. Tài là từ 11 đến 18 điểm. Đấy. 1 triệu rưỡi đi. Ôi ôi, đi con mẹ nó vẫn bẹt xỉu anh em ạ. Thế mới vãi lìn nhỉ. Cày thật sự luôn. Xỉu 9 là ra tài rồi. Bắt tài tiếp thôi anh em. 2 triệu đi. 3 triệu. Thua để anh em đánh gấp thép lên không? Đấy, tiếng này mà được 6 triệu thì là 21 triệu. Ôi, tài rồi anh em ơi, cực kỳ là ngon luôn. 21 triệu 8 rồi. Tính chắc là lời được 2 củ rồi anh em ơi. Rồi lại theo tài tiếp thôi. 8 lít đi. Nói chung là game thì là dễ thôi anh em ạ. À, quan trọng là anh em có ăn được hay không thôi. A à, đủ luôn, lại gãy sang xỉu này. 11 là ra xỉu 8 à. Ok. Vậy thì anh đánh 2 triệu. Theo xỉu luôn xem nào. Tiếng này mà nó chạy 1-1 thì cũng mỏi lắm ấy. Lại phải đánh gấp thép. Ôi giời ơi, xỉu rồi anh em ơi. Ngon luôn rồi. Rất chuẩn luôn, 23 củ. Quá mà đạt vào ngày công rồi anh em ạ. Rồi, 9 thì anh em bắt tài thôi. À, chốt phát nào, 3 triệu đi. Phát này đỡ phát anh em ạ, chim cút luôn hả? Rồi. Đi con mẹ nó vậy, cứ phải là chuẩn thôi. Rồi, tiếng này anh em lại oánh cho nó trăm đây, 200 tài đi. Theo bẹt luôn này. Ui sợi, địt con mẹ nó lại gãy sang xỉu anh em ạ. Ảo ma thế nhở. Rồi, địt mẹ mày cầu bẹt xỉu đấy anh em, lại theo xỉu thôi. 9 là ra tài, 9 ra tài, bắt tài luôn này. Cầu này lại bẹt tài rồi. Ui giời ơi, chuẩn bét luôn này. 26 triệu anh em ơi. Địt mẹ mày quá lời rồi. Chim cút thôi.
Ok, rồi, mình xin phép là kết thúc video tại đây thôi anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo nhé. Anh em nhớ là đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nhá. Ok, bye bye anh em.